Xin chào bạn và tôi Nguyễn Tùng Sơn quay trở lại với bạn đây. Đây là phần 1 chúng ta làm chủ với tài khoản quảng cáo Facebook và chuỗi series tự chạy quảng cáo Facebook. Tôi sẽ chia sẻ cho bạn về một cái bài học. Đó là khi mà hồi tôi còn nhỏ các bạn thì tôi rất là đam mê về võ thuật. Tôi xin mẹ tôi là đi học môn võ. Trong thời gian học như vậy trong suốt khoảng 2 tháng trời thì thầy chỉ bảo tôi rằng đứng tấn thôi. Nhưng mà tôi khi đi học thì tôi lại muốn rằng là bây giờ tôi sẽ học được những chiêu thức siêu đẳng, những cách làm sao đó có thể phòng chống tự vệ được và thậm chí là có thể đánh nhau được. Lúc đó thì mình rất là yêu võ nên mình cảm thấy rằng là mình phải vào thực chiến và phải oánh ngay thì nó mới là tốt. Nhưng mà trong suốt 2 tháng trời thì thầy chỉ bảo tôi là chỉ có đứng tấn và đi những cái bài quyền đầu tiên. Thì tôi thấy cái này nó vớ vẩn quá. Thì tôi qua tôi gặp thầy nhưng mà tôi vẫn chưa được cái câu trả lời nó chính xác đúng theo cái mà tôi mong muốn. Nhưng mà mãi về sau khi mà tôi được càng lớn lên thì tôi mới thấy được một điều rằng đó chính là chúng ta cần phải làm tốt những điều cơ bản các bạn. Đó là học võ thì quan trọng là bạn đứng tấn và bạn đi bài quyền. Thì tôi thấy được một điều rằng đó là Lý Tử Long ông không sợ những người nào mà có thể giỏi được 10.000 cú đánh, mà ông chỉ sợ những người nào mà luyện được 10.000 cú đánh giống nhau. Đó nên chúng ta cần phải làm đi lặp lại những điều thật là đơn giản thôi là tạo được sự thành công rất là lớn. Nên ở trong phần 1 này, đây là phần rất là cơ bản bài bản. Nhưng mà tôi muốn rằng bạn cần phải nắm rõ về nó. Tại vì tôi biết rằng những người xem video này thường là chủ doanh nghiệp và bạn có thể bạn sẽ không phải là người mà tự chạy quảng cáo đâu. Nhưng mà bạn cần phải biết về nó, bạn phải hiểu về nó để sau này bạn có thể thuê một người chạy quảng cáo cho bạn, thuê dịch vụ để làm thì bạn đã quá am hiểu về nó rồi. Đấy, thì cơ bản là tôi cũng là chủ doanh nghiệp giống như bạn thôi. Tôi không có đi sâu vào cái quảng cáo này nhưng mà tôi biết được những chỉ số đọc như thế nào, những cách để làm sao được thu được quảng cáo. Tôi hoàn toàn có thể đào tạo được cho họ về chạy quảng cáo Facebook nếu như họ là một nhân viên mới. Đấy. Nên bạn cần phải biết được những cái điều cơ bản này thì cái hình ảnh về về luyện tập môn võ bạn cần phải biết được những cái thế cân bản là một điều mà bạn không thể tránh khỏi được. Đó, nên phần này là phần căn bản nhưng nó rất là quan trọng để đi tới những học phần tiếp theo nâng cao hơn để làm sao bạn có thể thu được tài khoản quảng cáo, cách làm sao bạn có thể target được tới đúng khách hàng mục tiêu của bạn, đấy đúng những người sẵn sàng chi trả tiền cho bạn. Hoặc là những chiến lược để làm sao bạn có thể đưa từ một người khách hàng xa lạ tới việc họ thích yêu mến doanh nghiệp của bạn và đưa ra quyết định mua hàng. Đấy. Thì trong phần này tôi chia sẻ cho bạn về các hình thức để quảng cáo. Đó, dĩ nhiên nó sẽ rất là nhiều cái cách khác nữa nhưng mà tôi chia sẻ cho bạn một số những cái cơ bản mà tôi thường dùng. Đó, ví dụ là quảng cáo bạn có thể nhấp chuột để dẫn đường link. Ví dụ như là bạn có thể đường link website để họ có thể nhấp chuột vào để dẫn tới một cái landing page đăng ký thông tin hoặc là tới cái sales page để bán hàng, hay chỉ đơn giản đó là dẫn họ tới một cái trang tin tức của doanh nghiệp của bạn mà thôi. Dạng thứ hai đó chính là quảng cáo video. Thì cái dạng quảng cáo video này thì hiện tại tôi đang thường dùng nhất, video dạng 30 giây, 60 giây hoặc là video livestream thì tôi hay sử dụng quảng cáo dạng video. Dạng số 3 tôi cũng hay dùng đó chính là thu thập khách hàng tiềm năng. Bạn có thể thu được lead data, bạn có thể đưa ra từ cái form biểu mẫu để thu được email, số điện thoại và tên người dùng. Người ta chỉ cần bấm vào đăng ký thôi là nó tự động nó điền tất cả những form đó rồi. Nên cái cách này tôi cũng rất là thích, nó thu về cái data người dùng, cái số điện thoại nó rẻ hơn chi phí để mình chạy những cái cách khác. Cái cách số 4 là bạn có thể chạy được về lượt thích, lượt tương tác cho trang của bạn, bạn chạy được được like fanpage. Đó. Số 5 đó là bạn chạy quảng cáo hình ảnh hoặc là chạy quảng cáo sự kiện và chạy quảng cáo ghi mốc địa phương. Đây thì tôi cho bạn nhìn thấy một số những cái mẫu quảng cáo. Đây bạn sẽ vào phần tạo chiến dịch quảng cáo. Đây là giao diện chúng ta đang demo về tạo chạy quảng cáo. Đây thì trong phần này chúng ta sẽ có 3 phần. Một là nhận thức thương hiệu. Nó sẽ giống như là bạn chạy quảng cáo để xây dựng thương hiệu thôi, để người ta biết tới thương hiệu của bạn, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại để người ta biết tới nó. Dạng quảng cáo thứ hai là dạng quảng cáo cân nhắc. Đó, nó có thể điều hướng tới ví dụ như là lưu lượng truy cập cho website
hoặc là quảng cáo tương tác để like, like fan, để comment, để like, để share bài post. Dạng quảng cáo là cài ứng dụng, cài app. Nếu ví dụ bạn có một cái app nào đó bạn muốn người dùng, khách hàng của bạn tải cái app của bạn về thì bạn có thể chọn phương thức này, hoặc là số lượt xem video. Cái này thì tôi hay sử dụng. Tìm khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, cái này chính là cái mà thu lead data, đưa ra số điện thoại và email luôn đấy. Đó, bạn có thể kết hợp nó để chạy về chiến dịch email marketing và chatbot. Tiếp theo là dạng tin nhắn, dạng này cũng rất là hay, người ta bấm một phát thì người ta chuyển tới trang nhắn tin tới cho nhân viên tư vấn của mình để chốt sale. Dạng quảng cáo thứ ba đó là dạng quảng cáo độ chuyển đổi. Những cái dạng này thì tôi chưa có hay sử dụng nên tôi chưa có lời khuyên nào cho bạn. Nên bạn chỉ cần biết được những cái dạng này để sau này khi mà bạn đi vào chuyên sâu hơn thì bạn sẽ tìm hiểu thêm. Ok, và trong phần này rất là đơn giản thôi, đó là những cái hình thức chạy quảng cáo Facebook. Trong những video tiếp theo thì vẫn là trong phần 1 làm chủ tài khoản quảng cáo, thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để bạn có thể tạo được tài khoản doanh nghiệp cũng như là tạo được cái thẻ để add vào để chạy quảng cáo. Tôi biết rằng đây là phần rất là cơ bản mà ngay ở trên internet họ hướng dẫn rất là nhiều. Tuy nhiên rằng là tôi muốn cho nó full được trong cái giáo trình để ai chưa làm được thì có thể làm theo step by step từng bước một. Nên còn nếu như ai đã biết rồi thì bạn có thể đi tới phần học mới tiếp theo. Và cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.